Hai ngày diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 đã để lại nhiều ấn tượng khi các đại biểu Quốc hội chất vấn thẳng thắn, sôi nổi, đi thẳng vào vấn đề. Các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời đúng trọng tâm, không né tránh. 1. Không khuyến khích người dân giữ vàng. Sáng ngày 11 tháng 11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng là thành viên chính phủ đầu tiên mở màn phiên chất vấn, trả lời chất vấn kéo dài 2 ngày tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội. Đồng tình với nhận định của đại biểu Quốc hội, vàng trong dân là vàng chết. Trong khi nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh rất lớn, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định không khuyến khích người dân giữ vàng, nhất là vàng miếng. 2. Sẽ lập sàn giao dịch vàng khi phù hợp. Tại phiên chất vấn vào sáng ngày 11 tháng 11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng xác nhận một số nước đã lập sàn giao dịch vàng như Trung Quốc có sàn vàng tại Thượng Hải. Bà Hồng cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ cùng các bộ ngành nghiên cứu đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng để tham mưu đề xuất chính phủ ở thời điểm phù hợp và bối cảnh của Việt Nam. 3. Quy mô kinh tế chúng ta đạt vài ngàn tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Chiều ngày 11 tháng 11 tham gia giải trình nhóm chất vấn về lĩnh vực ngân hàng, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phất nhận định chắc chắn quy mô kinh tế của chúng ta đạt vài ngàn tỷ đô la Mỹ trong thời gian không xa, chứ không nằm ở quy mô gần 500 tỷ đô la như hiện nay. Đến năm nay đạt khoảng 470 tỷ đô la, chắc chắn sẽ tăng gấp 3 đến 4 lần trong thời gian không xa. 4. Quan điểm nhất quán về đề xuất cấm thuốc lá điện tử. Chiều ngày 11 tháng 11, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan là tư lệnh ngành thứ 2 đang đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội. Vấn đề nghiên cứu cấm hay không với thuốc lá được nhiều đại biểu quan tâm chất vấn. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay đã báo cáo rất dày, rất dài và rất rõ nêu quan điểm về cấm thuốc lá điện tử trên cơ sở đánh giá tác động, ý nghĩa của chuyên gia và ý kiến của các tổ chức quốc tế, căn cứ khoa học để xin ý kiến về vấn đề trên. Theo bà Lan, quan điểm của Bộ Y tế rất rõ, nhất quán là đề xuất cấm. 5. Chưa bao giờ Bộ Công Thương đề xuất tiếp tục thí điểm quản lý thuốc lá mới. Chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ Công Thương chiều ngày 11 tháng 11, đại biểu Quốc hội cho biết cử tri phản ánh nhiều nhóm lợi ích đang tích cực vận động để duy trì thử nghiệm quản lý các sản phẩm thuốc lá điện tử. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết quá trình nghiên cứu lấy ý kiến có bộ ngành đồng ý, cũng có bộ phản đối như Bộ Y tế. Sau nhiều bàn thảo, Bộ Công Thương thống nhất với Bộ Y tế rằng thuốc lá điện tử nung nóng là loại có hại cho sức khỏe, phải cấm. Chưa bao giờ Bộ Công Thương, trong đó có cá nhân tôi đề xuất là tiếp tục thí điểm đề án quản lý thuốc lá mới. Ông Diên nói và cho biết, thời gian qua Bộ Công Thương luôn từ chối cấp phép kinh doanh và cấp đăng ký với loại sản phẩm này. 6. 80% quảng cáo trực tuyến tuột khỏi tay báo chí rơi vào mạng xã hội. Sáng ngày 12 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng là tư lệnh ngành thứ 3 đăng đàn trả lời chất vấn. Bộ trưởng Hùng đã có nhận định thẳng thắn về vấn đề báo chí sụt giảm nguồn thu do phải cạnh tranh với mạng xã hội. Ông cho biết 80% quảng cáo trực tuyến trước đây thuộc về báo chí thì hiện nay rơi vào tay mạng xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị vào năm 2013 về truyền thông chính sách, trong đó xác định rất rõ ràng chính quyền các cấp phải coi truyền thông chính sách là một nhiệm vụ của mình, có bộ máy và có ngân sách hàng năm cho báo chí. Đây là nguồn tăng thêm cho báo chí được thực hiện về kinh tế báo chí. 7. Nhà nhà thu thập thông tin cá nhân. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nêu thực tế, hiện nay có tình trạng nhà nhà thu thập thông tin cá nhân. Ông đi thay kính cận cũng được hỏi tên, tuổi, địa chỉ, nhà, làm nghề gì. Nhấn mạnh đây là câu chuyện lớn. Ông cho hay, năm 2023-2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức rất nhiều đoàn thanh tra để thanh tra về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đối với thanh tra và các nhà mạng viễn thông, các công ty bưu chính, ngân hàng, mạng xã hội, trang thông tin. Rất nhiều sai sót phải chấn chỉnh, Bộ trưởng nói, đã công bố các sai sót trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhắc nhở các doanh nghiệp thu thập thông tin cá nhân phải thực hiện đúng quy định của pháp luật. 8. Bên cạnh tôi có một trợ lý ảo cùng trả lời chất vấn. Tại phiên chất vấn vào sáng ngày 12 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, bên cạnh ông có một trợ lý ảo, bất kỳ câu trả lời nào của Bộ trưởng cũng có kèm một câu trả lời của trợ lý ảo. Cuối phiên chất vấn, rất mong được gửi tới đại biểu Quốc hội đánh giá xem Bộ trưởng và trợ lý ảo ai trả lời tốt hơn. Tôi đoán là trợ lý ảo trả lời tốt hơn, ông Hùng nói. 9. Có những tin giả gây thiệt hại nhiều nghìn tỷ đồng. Chiều ngày 12 tháng 11 tham gia trả lời chất vấn lĩnh vực thông tin và truyền thông, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định tin giả, tin sai sự thật gây hậu quả khôn lường, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng, ảnh hưởng tới phát triển kinh tế rất lớn, đặc biệt là đối với thị trường chứng khoán, tài chính, bất động sản. Có những thông tin gây thiệt hại vốn hóa nhiều nghìn tỷ đồng trên thị trường chứng khoán, ông Quang nói. 10. Phân cấp, phân quyền vẫn chỉ tập trung ở trung ương, đây là điểm nghẽn lớn. Chiều ngày 12 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trả lời trực tiếp các chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thừa nhận việc phân cấp phân quyền vẫn còn hạn chế, vẫn chỉ tập trung chủ yếu ở Trung ương và đây là điểm nghẽn lớn. Theo người đứng đầu Chính phủ, đây cũng là ưu tiên số 1 trong việc cải cách thể chế, tháo gỡ rào cản, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội.